Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Thành Bảo Nhân, 24 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại một căn biệt thự do người nước ngoài thuê ở. Trước đó, rạng sáng ngày 26 tháng 11, Nhân phát hiện một căn biệt thự ở quận Ngũ Hành Sơn do một phụ nữ nước ngoài thuê ở, không đóng cửa tầng 2 nên đột nhập vào, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Gây án xong, Nhân đem hết số tiền Việt Nam đồng đổi thành đô la Mỹ về đưa cho vợ cất giữ. Ngoài ra, Nhân khai nhận đầu tháng 11 năm 2021, đến khi bị bắt, Nhân đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm khác ở phường Mỹ An, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn với tổng tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng. Đặc biệt, Nhân chỉ đột nhập vào nhà dạng biệt thự vì có nhiều tài sản giá trị. Đối tượng từng có tiền án trộm cắp tài sản của người nước ngoài trước đó.